Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thầy Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Đây là cái số máy mới về ngày hôm nay, về được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cây. Về được 17 cây nhưng một cây mình đã bán được ngay rồi. Đấy, còn 16 cây này thì mình sẽ quay chi tiết từng cây một, thật sự là chi tiết cho mọi người xem nhé. Đấy, ưng con nào thì mọi người chủ động nhắn tin trực tiếp bên mình qua số Zalo 056688499 để đặt hàng, cũng như là để xem chi tiết hơn. Và các bạn cũng có thể gọi cho bên mình qua ba số hotline 056688499, 0962615618 hoặc là 0912555912. Và bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc, mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái. Ưng thì lấy, còn không ưng thì các bạn có thể không lấy nhé. Và các bạn mua hàng thì vui lòng cọc cho mình từ 100.000 cho đến 500.000 tùy từng giá trị sản phẩm. Và tất nhiên tiền cọc mình sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua máy cho tất cả mọi người. Còn tiền phí ship hay còn gọi là phí vận chuyển thì bên mua sẽ phải thanh toán nhé. Bên mua sẽ phải thanh toán. Mình quên không cầm cái... Mình quên không bày cái... hộp củ sạc dây đa năng ra cho các bạn xem rồi. Hôm nay lại về thêm 50 bộ nữa. Hôm vừa rồi về 20 bộ là bán hết rồi. Lại về thêm 50 bộ. Đấy thì anh em thích xem thì anh em dở lại các cái clip trước nhá. Đấy, và mình chỉ quay hàng mới về thôi. Còn mọi người muốn xem các cái cây máy bên mình còn ấy thì bên mình rất là nhiều. Các bạn có thể xem lại những cái clip mà mình quay tắt vào ngày mùng 10 tháng 11 nhé. Video ngày mùng 10 tháng 11 ấy, mình quay tắt ấy. Còn hôm nay chỉ mình quay hàng mới về thôi. Ok. Ngày nào mình cũng lên video nhé. Đầu tiên mình về là một con S20 Plus, RAM 8, bộ nhớ 128. Con này là bản Việt 2 SIM nhé. Bản Việt 2 SIM thì nó sẽ có 2 IMEI. Đấy. Màn hình đẹp không ám ố. Máy thì mình bao zin. Hình thức thì được 98. 98 99% các bạn nhá. Để nó hơi bung nắp lưng rồi sẽ phải dán lại. Nói chung dòng Samsung ấy, thì đa phần sẽ phải dán lại nắp lưng nhá. Nắp lưng của Samsung là nắp lưng dán mà. Đấy, anh chị em là dùng Samsung anh chị em biết. Màn đẹp không ám ố, 6 triệu. Bản Việt 2 SIM. RAM 8 bộ nhớ 128. Tiếp theo là một con Oppo A76. Con này là bẩn đấy nhá, lau đi là sẽ đẹp. RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin full hình thức 98. Thế màn hình này là bẩn. Hai triệu ba nhé. RAM 6 bộ nhớ 128. 2 triệu 3. Thầy chia sẻ các bạn là đâu cái này đồng hồ sai. Còn A03S RAM 464, máy bao zin hình thức 97%. A03S các bạn nhìn nó cũng non hóa đúng không nhỉ, mình vừa phải lau lại cái camera. 1,5 triệu các bạn nhé, máy bao zin full hình thức 97%, nhưng mặt trước là đẹp đấy. Nào đi xem nào. Cũng có xước nhẹ nhẹ, đây là keo không phải xước đâu nhá. Đây là keo đấy. 1,5 triệu nhá, 1,5 triệu. Tiếp theo một con S20 Plus nữa này. Con này bản Mỹ nhá. Con này thì là bản Mỹ. S20 Plus 5G. Bản Mỹ thì sẽ phải dùng được 2 SIM, nhưng một SIM sẽ phải là eSIM nhé. Và nó sẽ được RAM 12 bộ nhớ 128 bản Mỹ S20 Plus. Và cũng có giá là 6 triệu. Con này thì trên nóc này bị một vết này, chóc trắng trắng sơn này. Đó, ok chưa? Còn màn đẹp không ám ố. 6 triệu
S21 Plus bản Mỹ, máy zin full. Tiếp theo có một con S21 Ultra. RAM 12 bộ nhớ 128. S21 Ultra 5G nhé, bản Việt 2 SIM. Máy zin, màn đẹp không ám ố. Hình thức thì mình đánh giá được 98%. 98 nhé. S21 Ultra. S21 Ultra 5G, bản Việt 2 SIM. RAM 12 bộ nhớ 128. Tiếp theo mình về là một con S23 Ultra, con này có cả một cái ốp. Ốp này chỉ vài trăm nghìn đấy. Ốp siêu xịn sò nhá. S23 Ultra màu xanh dương rất đẹp. RAM 8 bộ nhớ 256. Bản Việt 2 SIM. Đây bản Việt 2 SIM nhá. S23 Ultra. Máy nói chung là zin full, hình thức đẹp kem. Còn nguyên cả siêu viền luôn các bạn, bóc ra đẹp lắm. Máy zin thì đẹp keng như mới luôn nhá. S23 Ultra 17 triệu 200. 17 triệu 200 các bạn nhé. 17 triệu 200 S3 Ultra máy zin full, đẹp keng như mới. Tiếp theo một con S21 Ultra bản Hàn. S21 Ultra 5G nhé. Con này hình thức thì mình đánh giá được 98%. Máy zin hình thức 98. Bản Hàn thì là RAM 12 nhé, bộ nhớ 256. Anh em nào dùng một SIM thì lấy con này dùng thì nó hết nước chấm luôn. S21 Ultra 5G bản Hàn 8 triệu rưỡi các bạn nhé. 8 triệu rưỡi. Tiếp theo thanh lý cho bạn một con Note 8. Thanh lý giá xác nhé. Con này màn bị ám hồng, ám tương đối là nặng nhé. Cái màn nó cứ hồng hồng này. Bình thường con này phải 3 triệu. RAM 664, thanh lý 1,2 triệu. Thanh lý giá gọi là giá xác chết thôi. Không tính tiền màn rồi. Tiếp theo mình về được 4 con XN Max. 4 con XN Max thì ok, con này 260 GB nhá. Con này chỉ có giá là 7 triệu 7 thôi. Vì con này thức nó chỉ được 98% các bạn nhá. Nhưng máy mình bao zin. Pin thì thay mới, bao zin trừ pin. Bản Mỹ nhá. XN Max 260 GB. Hình thức 98, 7 triệu 7. Tiếp theo một con 256 GB màu gold, máy zin đẹp. Xmax 260 GB, con này đẹp lắm. Bản Mỹ 260 GB. Đấy. Máy zin. $8,1 triệu các bạn nhé. 8 triệu 1. Tiếp một con 260 GB nữa. Con này cũng máy zin đẹp. Ticket Max 206 GB, 7,9 triệu. 7,9 triệu. Máy zin full thì rất đẹp. Và đều là bản Mỹ hết nhé. Tiếp một con 64 GB. Bản Mỹ 64 GB, bao zin trừ quả pin. Máy thì rất là đẹp. Máy gọi là đẹp keng luôn được. 7 triệu rưỡi nhá. Xmax 64 GB. Bao zin trừ quả pin. 7 triệu rưỡi. À đây là con 13 Pro mình đang dùng. Các bạn nhìn nào. Các bạn nhìn nào. Sang ngày 13 rồi này. Thứ hai ngày 13 này. 0 giờ sáng mình nghiêm túc với các bạn là mình chưa tắm. Gần như từ ngày mình mở thêm cửa hàng này. Bận đến nỗi là không có tắm, toàn sáng hôm sau ngủ dậy mới tắm thôi. Đấy, mình rất là bận. Vì nói chung là bây giờ hai cửa hàng và nhân viên thì chính thức là mới có hai nhân viên. Đấy, đang đợi test nhân viên Đức Việt ngày xưa ấy.
làm cho mình mấy năm rồi, bây giờ đi lính về làm tiếp thì lúc ý mình sẽ nhàn hơn. Ok, đấy là chia sẻ cái câu chuyện về công việc của mình, thì cho những anh em là hay theo dõi mà thi thoảng mình có nhầm lẫn gì thì mong anh em thông cảm nhé. Chứ còn phương châm làm việc bên mình đã nói nhiều lần rồi, tiền là số 9, uy tín là số 10. Đấy, với lượng follow của mình 3 nền tảng YouTube, TikTok và Facebook thì mình chỉ cần uy tín thôi thì đúng là chỉ việc nhặt. Đây là nói thật với anh em, chia sẻ thật là như vậy. Tiếp theo mình về là một con 13 Pro Max màu xanh quân đội. Bản VN nhé, bản VN 256 GB. Pin 88%, máy zin full thì thức đẹp keng như mới. 18 triệu, 256 GB 18 triệu. 13 Pro Max, máy zin full. Hình thức đẹp keng như mới. À, con 13 Pro này là 512 GB nhé. Đấy, mình dùng pin đang 83%, nhưng mình dùng khoảng vài tháng nay vẫn 83%. Và dùng rất là ngon. Đấy, con này 16 năm nhé. À đâu, con này 15, à, 16 triệu, xin lỗi các bạn, 16 triệu vì pin thấp. Tiếp theo mình về là một con 14 Pro, nó gọi là xuất sắc luôn anh em ạ. Nó gọi là hết nước chấm luôn. 14 Pro. Con này còn bảo hành đến mùng 10 tháng 3 năm 24 nhá. Đấy, máy đẹp xuất sắc luôn, màu đen. 20 triệu 200. 206 GB. Bản KH 256 GB. Pin 99%. Máy đẹp hết nước chấm. Bảo hành còn dài. 20 triệu 200. Tiếp theo là một con 12 Pro Max. Con này bản Mỹ 128 GB. Pin 82%. 13 triệu 500. Máy zin đẹp. 13 triệu 500. Các bạn biết rồi đấy, thường thường những cái quả pin như này người ta hay kích đi đó. Nhưng bên mình thì cứ để nguyên như thế bán. Nhiều con mình mua về vỡ mà còn để nguyên mình bán mà. Tiếp theo mình có một con XR 64 GB bản GA, máy zin đẹp. Pin 80%. Pin này mình sẽ thay cho các bạn. 5.264 GB nhá, 5.264 GB. Máy zin đẹp. Và các bạn không muốn thay pin để nguyên pin 80 thì để cho các bạn giá là 5 triệu nhé, 5 triệu. Ok, thì đây là toàn bộ sản phẩm mới về. Còn sản phẩm mà bên mình đang còn thì các bạn nhìn này, tủ này, tủ này, tủ kia, chưa tính cửa hàng kia của mình nữa. Đấy, cho nên là mình rất là nhiều sản phẩm. Mọi người quan tâm thì có thể là nhắn tin trực tiếp bên mình qua Zalo, hoặc quay lại video mình đăng ngày mùng 10 tháng 11 xem chi tiết mình đăng hết lên đây các bạn nhé. Ok, thank you mọi người. À, mọi người đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhá. Thank you.